Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn bài tập C cộng cộng căn bản và nâng cao. Nội dung này chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ năng chồng toán tử để viết cái chương trình tạo ra phân số với hai thuộc tính kiểu cái private bao gồm từ số, mẫu số. Sau đó yêu cầu tự xác định các phương thức liên quan và thực hiện các yêu cầu như sau. Thứ nhất đó là thực hiện nạp chồng toán tử cho cái thao tác nhập và xuất cái phân số của chúng ta. Với cái lưu ý phân số nhập vào và xuất ra phải ở cái định dạng x trên y. Với x là tử và y là mẫu. Thứ hai, thực hiện cái nạp chồng toán tử cho các phép toán cộng trừ nhân chia hai phân số. Thứ ba, yêu cầu thực hiện nạp chồng toán tử các phép so sánh hai phân số, ví dụ như so sánh bằng, so sánh lớn hơn và nhỏ hơn. Với các phép so sánh còn lại, các bạn có thể tự mình mở rộng ra. Và trong cái bài này thì yêu cầu tối thiểu đặt ra cho các bạn đó là các kết quả đầu ra phải ở dạng rút gọn, kể cả hiển thị lên màn hình. Ở đây là cái yêu cầu cũng là bắt buộc các bạn đấy. Như vậy thì cái bài của chúng ta sẽ chủ yếu là chồng toán tử, bởi vì các bạn thấy rằng ba cái yêu cầu của chúng ta đây nó đều là cái chồng toán tử, từ chồng toán tử nhập xuất cho đến cộng trừ nhân chia rồi là so sánh. Thì yêu cầu với các bạn đó là chúng ta phải đọc qua cái lý thuyết về chồng toán tử. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ ôn lại những cái kiến thức cơ bản về phân số, ví dụ cộng trừ nhân chia hay là rút gọn phân số làm như thế nào. Và sau khi mà chúng ta đã ôn lại một chút đấy rồi thì chúng ta sẽ vào cái bài này để thực hiện cái kỹ năng chồng toán tử để xem là trong cái ngôn ngữ C cộng cộng thì nó làm như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ ví dụ minh họa cho các bạn là cái chương trình của mình sau khi mình code được thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ nhập vào hai cái phân số A và B, thì cái phân số A và B của mình nó sẽ nhập ở cái dạng đó là A trên B như thế này. Phân số 2 là trừ 2 phần 3. Đấy, sau khi chúng ta nhập vào như vậy thì cái kết quả hiện ra là ở dạng rút gọn, và các bạn có thể thấy là đây kết quả đã rút gọn. Rút gọn như thế nào? Tức là nếu như tử và mẫu cùng chia chung cho một cái số nào đó thì chia hết cho cái số đấy đi, xong là lấy cái số nhỏ nhất. Đây, ví dụ tử chia hết cho mẫu thì chúng ta sẽ lấy cái kết quả của tử chia mẫu chứ không lấy phân số nữa. Đấy, sau dưới này là chúng ta so sánh trong hai cái số đầu vào này, thằng nào lớn hơn thằng nào nhỏ hơn hay nó bằng nhau thì nó sẽ hiện kết quả ra đây. Như vậy thì cái yêu cầu của chúng ta đã rõ ràng. Ở đây có ba ý: nạp chồng toán tử nhập xuất, nạp chồng toán tử cộng trừ nhân chia, và ý thứ ba là nạp chồng toán tử so sánh. Mình sẽ tách cái clip này thành ba cái clip nhỏ để các bạn tiện theo dõi, nếu các bạn yếu phần nào thì theo dõi phần đấy nó tiện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thực hiện cái chương trình đầu tiên là cái ý thực hiện nạp chồng toán tử nhập và xuất. Chúng ta sẽ vào đây, và đây chính là cái đoạn chương trình mà mình đã viết để minh họa cho các bạn tại sao lại nhập và xuất nó là cái quái gì. Đây, giả sử chúng ta có các object của cái class phân số thì đáng ra để mà nhập được cái phân số thì chúng ta phải p1 chấm phương thức nhập chẳng hạn, p2 chấm phương thức nhập, chứ không có cái chuyện đó là cin p1 cin p2 được. Nhưng mà sau khi chúng ta nạp chồng thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện hai cái dòng này, và tương tự chúng ta cũng có thể nạp chồng để thực hiện hai cái dòng này. Như vậy nhập và xuất chính là cái chỗ này. Cái thứ hai đó là ở trong cái bài này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái việc chúng ta sẽ rút gọn một cái phân số như thế nào. Đấy là cái công việc của trong cái clip này. Và đây thì mình sẽ khai báo ra bốn cái thành phần, năm cái thành phần, hoặc à đâu chính xác là 6. Đấy, mình vừa với bịa thêm được hai thứ nữa thì tí cho vào, cho luôn vào trong này. Để khai báo trong này đi. Đầu tiên cái thành phần các bạn cần nhớ đó là hàm tạo, thì lúc nào cũng phải có một cái hàm tạo không tham số thì nó cùng kiểu với cái kiểu với class này. Ctrl C vứt xuống đây, đóng mở ngoặc ra đây và cho một cái dấu ngã, paste lại cái nữa, đóng mở ngoặc. Đây là hàm hủy và hàm hàm tạo ở trên, hàm hủy giấy. Cái tiếp theo này chúng ta sẽ có một cái hàm kiểu phân số, đó là hàm rút gọn. Đây, truyền vào ở đây là một cái phân số p. Tức là gì? Cái phân số của chúng ta đấy thì phải được rút gọn. Đấy thì mình cho một cái phương thức kiểu phân số để trả về cái phân số sau khi rút gọn. Chúng ta có một cái nữa, mình paste phân số rút gọn rồi thì còn cái gì ta? Tách. Rồi, mình tách. Bởi vì lúc mình nhập vào là 2 phần 3, nhập thẳng như thế này nên mình phải tách từ ra, tách mẫu ra. Gọi là tách. Tách thì mình sẽ truyền vào một cái string như thế này.
Chỗ này thì phân số chúng ta có thể bỏ đi. Cái này là hàm nguyên mẫu này, nó chỉ cần kiểu trả về thôi. Rồi sau đó bây giờ chúng ta mới đến cái hàm nhập và xuất. Thì để nhập và xuất chúng ta sẽ dùng cái hàm frame. Hàm frame là vì nó có hai tham số của iStream. iStream và operator. Thứ nhất nhập vào thì nó là cái này. Tham số thứ nhất là tham số kiểu iStream. Cho thêm một cái dấu vàng. Tham số thứ hai là tham số kiểu của phân số. Cho thêm một cái dấu vàng. Tương tự như thế này thì chúng ta cũng có cái nạp chồng cho cái xuất. Xuất thì chúng ta ở đây thay y bằng o. Và ở đây cũng thế, thay y bằng o phân số. Đây. Như vậy thì cái công việc của chúng ta trong clip này là viết mấy hàm này, 6 cái hàm này. Viết xuống đây. Đầu tiên nó là cái hàm kiểu phân số hai chấm phân số. Cái này thì chúng ta sẽ khởi tạo cái giá trị từ ấy. Luôn luôn nó là bằng không và cái giá trị mẫu của chúng ta thì mọi khi thì nó cứ cho bằng một đi. Bây giờ đến cái hàm tiếp theo phân số hai chấm thì thêm cái dấu ngã sau đó là mình đã vào thêm cái dấu ngã sau lại chui ra cái gì này. Rồi, đây là phân số dấu này như thế này. Thế này là xong, không cần viết gì thêm. Tiếp theo là ra đến cái hàm này. Hàm phân số, hàm rút gọn này này. Nó là kiểu phân số. Nó là phân số hai chấm rút gọn này thì ta có một cái phân số p ở đây. Tiếp theo chúng ta cũng có cái hàm như thế này, mình sẽ paste nó vào đây. Và cái này là hàm này, hàm tách. Tách thì copy như này, cái chân c này là hàm tách. Tách string này thì tên lại s đây. Tiếp chúng ta đến về cái hàm chồng toán tử nhập thông tin cho phân số thì nó như thế này. Chỗ này chúng ta sẽ cho thêm cái dấu ở đây là tên này, mình lấy hai cái tự đầu tiên của cái iStream, đây là p. Tương tự như thế này thì mình sẽ copy lại trên này bởi vì gõ lại nó lâu lâu nên là paste vào đây. Chúng ta sẽ cho cái này tên os viết tắt của hai chữ đầu tiên. Đây, tạm thời là như thế này để xem nó có cái lỗi gì không. Để chúng ta đây, tức là chúng ta chưa có cái này để mà xin in xí out thì nó báo lỗi chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết này. Đầu tiên chúng ta nhập vào đã. Nhập vào thì chúng ta sẽ tiến hành đó là tạo ra một cái string s, sau đó chúng ta sẽ is phẩy s, đúng ra là phải get line trước. Get line đây, get line như thế này. Yes, s. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cái phân số p này. P sẽ bằng tách tách chuyển s vào. Thì ở đây là phân số có cái phương thức tách nên nó phải là p chấm tách. Đó, đến đây, cái này có thể return return cái này hoặc là không thì thôi. Mình cứ để cái này không cần return. Ở đây gọi đến cái phương thức để tách này thì chúng ta truyền một cái string vào đây. Tạo ra một cái phân số p. Để tách thì chúng ta tạo ra cái stream string trước, string stream. Tên là ss, truyền cái thằng này là thằng s này vào. Tạo ra một cái string đặt tên là cái gì tùy các bạn, tk. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra tử và tạo ra mẫu. Cho nên là cái chỗ này chúng ta sẽ là p đâu? SS p chấm tử. Đấy, sau đó là get line. Get line ở từ đâu? Từ cái SS này. Get line vào cái TK này, get line cái gì? Get line cái dấu sượt này này. Đấy. Sau đó thì SS đến cái phần p chấm mẫu
Rồi, sau cái chỗ này chúng ta đã được tử và được mẫu của phân số P, bây giờ sẽ return P. Thế đây là cái phân số chúng ta đã tách xong. Sau khi tách này chúng ta sẽ phải kiểm tra nếu như P chấm tử của nó mà cho chúng ta là khác không thì chúng ta sẽ làm cái công việc và gọi đến P sẽ bằng P chấm rút gọn phân số P chuyển vào đây. Đấy. Sau đó thì cái chỗ này coi như đến là xong. Thế này, rút gọn này. Chỗ này thì chuyển này cứ return đi. IS. Xem nào. Bây giờ chưa có cái cout thì kệ nó ra. Bây giờ đến cái phần đó là chúng ta phải rút gọn cái phân số này này. Lúc nãy mình chưa giới thiệu với các bạn đó là trong cái bài này chúng ta phải sử dụng thư viện Cmap. Tí nữa thì sẽ đến cái phần sử dụng cái hàm chỉ đối. Cái này này thì để khi mà mình nhập vào cái định dạng như thế này thì dùng cái stream này này để tách thằng này, tách cái dấu xược này và tách số 3. Đấy, tách từng cái phần như thế ra thông qua cái như thế này này. Đây, để sử dụng cái này này thì chúng ta phải có cái thư viện mà mình vừa với giới thiệu các bạn đây. Rồi bây giờ đến với cái rút gọn này. Mình đã có cái phân số truyền vào rồi, bây giờ mình sẽ phải kiểm tra nếu tử và mẫu của nó cùng nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ biến cái dấu nó thành dấu dương. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu p chấm tử nhân với p chấm mẫu mà nó lớn hơn không, đồng thời p chấm tử của chúng ta đấy mà nhỏ hơn không thì đơn giản đó là chúng ta gán p chấm tử thì sẽ nhân bằng trừ 1 và tương tự như thế p chấm mẫu nhân bằng trừ 1. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái biến bool để đánh dấu, vì gán ban đầu nó bằng false. Đánh dấu cái gì? Đánh dấu với cái thằng mà để kiểm tra cái điều kiện như thế này này. Kiểm tra nếu như tử của cái thằng này mà nó nhỏ hơn không, thôi tử nhân với mẫu đi, nhân với p chấm mẫu mà đây nó nhỏ hơn không thì rõ ràng cái phân số của chúng ta là có một thành phần là âm, nên mình sẽ gán cái thằng b này này nó là phô, à đâu nhầm, chu chứ. Để một lát nữa sau khi chúng ta rút gọn ấy, thì chúng ta sẽ gán lại cái giá trị âm cho tử, nếu không thì nó sẽ bị lỗi, bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta tiến hành gọi là rút gọn ấy, thì chúng ta phải có một cái hàm, đó chính là cái hàm tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu, sau đó là chia cả tử và mẫu cho cái ước chung lớn nhất đấy thì chúng ta sẽ rút gọn được cái phân số của chúng ta. Thì ở đây ta sẽ làm như sau. Kiểu int UCLN chúng ta có hai tham số A và B. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra while A khác B thì nếu A lớn hơn B, A sẽ bằng A trừ đi B và ngược lại B sẽ bằng B trừ A. Sau cái vòng qua này thì A vào bằng B rồi, cho nên chúng ta return cái thằng A hoặc là thằng B đều ok. Thì mình sẽ return thằng A đi. Đấy thì ước chung lớn nhất là như thế này. Sau cái đoạn này ấy, thì chúng ta sẽ như thế này. P chấm tử sẽ bằng ABS của P chấm tử. Tiếp P chấm mẫu thì mình lười viết, mình copy lại cái này. Mẫu, các bạn đổi cái này từ thành mẫu. Đấy, như thế này. Tức là lấy trị tuyệt đối của nó, sau đó là chúng ta sẽ cho cái x bằng UCLN của P chấm tử này. P, cái này là P chấm mẫu. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ gán đó là P chấm tử sẽ chia bằng
là chia cho x và mẫu cũng thế, b chấm mẫu chia cho x, sau đó kiểm tra lại cái giá trị b, nếu b là true thì tức là cái phân số nó có tử hoặc mẫu là âm, cho nên chúng ta gán lại cái tử là âm là được rồi. B chấm tử sẽ nhân bằng trừ 1 cuối cùng return b. Xem nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nạp chồng của cái CL này này. Là chỗ này. Chỗ này là chưa có nên chúng ta cho vào đây. Xem nào, trên này chúng ta cũng phải đổi cái này đi. Nãy là copy paste nên là chúng ta chưa đổi cái này. Được rồi, bây giờ đến với cái CL này. Chúng ta có 3 cái phần phải kiểm tra ở đây. Thứ nhất, chúng ta kiểm tra nếu như p chấm tử chia dư cho p chấm mẫu mà bằng 0. Thì đơn giản ở đây chúng ta sẽ OS. OS ra cái gì? OS ra cái giá trị p chia cho mẫu, tử chia cho mẫu ấy. Thì p chấm tử chia cho p chấm mẫu như thế này. Ngược lại LSE, nếu như cái thằng p chấm tử và rồi không đi, nếu p chấm tử mà nó bằng không thì chúng ta sẽ cao ra, đó là cao ra số 0 thôi, không cần nhiều. Cái cuối cùng eo, eo này là eo của cái if bên trong này, để tab vào cho cái. Tức là trường hợp này là trường hợp mẫu với tử rút gọn hết với nhau được này. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà tử nó bằng 0 nên là kết quả chúng ta nhận được sẽ là 0. Tiếp, cái trường hợp nếu như là không phải như thế này thì chúng ta sẽ cao ra, nhầm không phải cao mà là OS. Chúng ta đang nạp chồng mà, chỗ này là OS. Đây. OS ra cái gì? OS ra thứ nhất là p chấm tử thêm một cái dấu sược. Rồi, sau đó là p chấm mẫu. Rồi, chúng ta sẽ OS như thế này. Ở đây thì để nó rõ ràng ấy thì chúng ta sẽ nhập vào cái phân số. Chúng ta sẽ cao ra. Nhập phân số như thế này. Sau đó thì bây giờ CL ra chỗ này là phân số thứ nhất. Copy lại chỗ này, chuyển C, paste vào đây. Phân số thứ hai. Bây giờ xem nào, có cái lỗi gì hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập vào xem nó có đúng hay không. Bây giờ mới chỉ là nhập vào đấy nhá. Bây giờ mình sẽ nhập vào cái phân số đó là 2/4. Và phân số thứ hai đó là trừ 2/4. Đây, thì cái phân số của mình lúc mà xuất ra này các bạn đã thấy một cái điều đó là kết quả của mình nó đã được rút gọn. Đấy. Như vậy thì cái việc nhập thông tin và xuất thông tin của cái phân số của chúng ta sau cái clip này đến đây là coi như hoàn tất.